luyện kiếm tân thẩm chi vừa nghe thấy luyện kiếm thì tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm luyện khí thì ông không dành nhưng luyện kiếm thì đúng là nghề của ông là một kiếm tu đa phần thời gian mỗi ngày của ông là ôm kiếm chém lung tung khắp nơi mỗi lần chém thì đối phương đều là kiếm tu hơn trăm năm linh lực tân thẩm chi tương đối tự tin với kiếm thuật của bản thân nhìn khắp toàn bộ ngô kiếm phái không có mấy người có thể so được với ông các ngươi xem cho kỹ tân thẩm chi lập tức rút ra lãnh tuyển kiếm của mình thân kiếm màu xanh lam như suối phun băng ngọc tản ra lam quang thanh lạnh. Rõ ràng là một thanh kiếm thẳng tắp, nhưng nằm trong tay ông lại như du long di chuyển, mỗi đường kiếm dứt khoát đi qua đều lưu lại ngân quang. Tốc độ của tân thẩm chi cực nhanh, mọi người ngồi trong viện chỉ nhìn thấy được bóng kiếm dài đặc, cùng với tiếng xé gió không ngừng. Kiếm tra vào vỏ. Những người khác vẫn còn đám chìm trong kiếm thuật của tân thẩm chi, chỉ có mỗi diệp tố tố lỗ tai đồng đậy, đôi mắt phát hiện thấy gì đó, tay chống lên bàn, khởi động linh thực tạo thành một cái trường ngục xuống nhóm người. Giây tiếp theo, đại thụ rậm rạp sau lưng liền rơi xuống cực kỳ nhiều lá trên mỗi một phiến lá đều có một đường cắt chỉnh tề giống nhau như đúc đám lá rơi là tả trên chuông linh lực của diệp tố tố cùng lúc đó còn một người khác cũng động chính là dịch huyền vốn dĩ hắn đang ngồi ở bên cạnh mình lưu xa thì đột nhiên đứng dậy che trước bàn rút ra nửa thanh kiếm ngăn cản một đạo kiếm ý từ phía trước gặp đến hắn cắn răng chống đỡ nhưng cũng liên tục lui về sau ba bước người đụng vào trên chuông linh lực không hổ là đồ đệ của lão tử Tân Thẩm Chi khó nén kích động mà hô một tiếng. Kiếm của ông tuy đã vào vỏ nhưng vẫn còn lưu lại bên ngoài một đạo kiếm ý. Quả nhiên, đồ đệ tiếp được đạo kiếm ý này, mặc dù đạo kiếm ý đó của Tân Thẩm Chi đã được thu liễm đi rất nhiều nhưng Dịch Huyền chỉ mới là chút cơ kỳ mà thôi, thế mà lại có gan tiếp kiếm ý của hợp thể kỳ. Tân Thẩm Chi đối với Dịch Huyền ở phương diện nào cũng cực kỳ vừa lòng, hận không thể ngay tức để hắn bái ông làm sư. Dịch Huyền. Đại sư tỷ Tây Ngọc ngửa đầu nhìn lá dụng che kín chuông linh lực, buông đũa. Ông ấy cố ý sao? Một bàn linh thực này bọn họ còn chưa động đũa, nếu không phải đại sư tỷ phản ứng mau thì toàn bộ đã bị hủy mất rồi. Diệp Tố Tố nâng tay lên, chuông linh lực biến mất, lá dụng được nàng dùng linh lực gom lại ngay sau đó ném trả toàn bộ cho Tân Thẩm Chi. Một luyện khí sư chúc cơ kỳ công kích, một kiếm thu hợp thể kỳ tất nhiên là không thành công. Tân Thẩm Chi nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đứng yên muốn nói gì đó. Diệp Tố Tố đã sớm lấy vụ sát hoa ra khỏi túi càn khôn, khởi động, sau đó nhắm ngay tân thẩm chi. Trong nháy mắt một màn sương mù mỏng liền tỏa ra, phảng phất như một trận mưa phùng mỏng nhẹ. Tân thẩm chi ban đầu còn tưởng là chỉ là sương mù bình thường mà thôi, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không đúng, kinh nghiệm mách bảo nguy hiểm khiến ra đầu ông tê dại, vội vàng lui về phía sau. Đám sương mù đó quả nhiên lộ ra hung tướng, mỗi một tia đều kéo dài ra, biến thành con rắn nhỏ, hà to mồm, mười phần hung hãn mà táp về phía ông. Tân thầm chi nhìn chằm chằm bầy rắn đầy trời công kích đến, theo bản năng rút kiếm ra chém, nhưng vẫn có mấy đạo giả cắn được tới ông. Khoảnh khắc ngay trước khi bị cắn tân thầm chi nghĩ trong lòng, thôi xong lần này chơi lớn rồi, ông còn chưa thu được đồ đệ nữa đấy. Nhưng sau khi bị cắn xong, tân thầm chi trầm mặc. Chỉ vậy thôi, vết thương ngoài da thậm chí còn không có. Tân thầm chi kinh ngạc nhìn về phía diệp tố tố, pháp khí gì thế này, quá hù người, ông đường đường là một kiếm thu hợp thể kỳ mà còn bị dọa sợ. Diệp Tố Tố buông xuống vụ sát hoa, mỉm cười nói với Tân Thẩm Chi. Tiền bối, ta thử thử pháp khí mà thôi, ngài không bị thương chứ. Tân Thẩm Chi nhớ tới bộ dáng bản thân vừa rồi như lâm phải đại địch mà cảm thấy mất mặt cực kỳ, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Lão tử có thể có việc gì chứ, chẳng có gì đáng sợ cả, pháp khí này của ngươi như cào ngứa mấy cái mà thôi. Tiền bối không có việc gì thì tốt rồi, Diệp Tố Tố ung dung gấp một miếng linh thịt bỏ vào trong chén của mình về sau ta sẽ tiến giai cho pháp khí, đến lúc đó ta lại tìm ngài thử lại thử xem. Cũng, không cần đâu, tân thầm chi nhìn Diệp Tố Tố, cảm thấy tiểu cô nương này thực đáng sợ, tính nhạy bén cũng cực mạnh, lần nào cũng đều phản ứng lại được động tác của ông. Dịch huyền cũng thu kiếm, nhưng không ngồi xuống mà ôm kiếm đứng một bên nhìn chằm chằm tân thẩm chi, nghiễm nhiên là chỉ cần đối phương ra tay hắn lập tức sẽ đánh trả, hoàn toàn xem tân thầm chi như kẻ địch. Tân thẩm chi người này chính là một kiếm tu điển hình, trong lòng chỉ có kiếm, làm việc chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả, cao hứng là triển, muốn làm gì là làm đó. Vừa rồi luyện kiếm mới luyện được một nửa thì muốn thử dịch quyền, còn đám lá cây đổ lên đầu bọn Diệp Tố Tố thì đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn lúc biểu diễn mà thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, nhìn bộ dáng lạnh lùng của đồ đệ tương lai tân thẩm chi liền hối hận bản thân ngứa tay làm chi. Sư tỷ của đồ đệ à, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, lần này tân thẩm chi đã cơ trí hơn nhiều rồi, biết phải xuống tay chỗ Diệp Tố Tố. Ta trước giờ chém nhiều cây trong ngô kiếm phái, cứ nhìn thấy cây là ngứa tay chứ không phải muốn làm chậm trễ bữa sáng của các người. Tiên bối, việc bái sư mấy ngày nữa lại nói, Diệp Tố Tô Tố nói. Chúng ta cần quan sát thêm. Được rồi, tân thẩm chi bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để đánh mấy trưởng lão ngô kiếm phái có khả năng cạnh tranh với ông đánh tới bế quan. Trước khi rời đi ông còn lưu luyến nhìn dịch huyền. Đồ đệ, ngày mốt ta lại tới tìm con, ngày mai trước tiên phải đi đánh người tân thẩm chi ngự kiếm rời đi tới giữa không còn hét xuống với dịch huyền đồ đệ thanh kiếm nát của con cũng nên đổi rồi chờ đến khi kim đan kỳ sư phụ mang con đến kiếm chủng chọn một thanh kiếm tốt ông ấy thích hợp làm sư phụ của đệ diệp tố tố ngẩng đầu nói với dịch huyền tân thẩm chi là người thích làm theo ý mình cường đại nhưng đơn thuần là sự lựa chọn tốt nhất để làm sư phụ dịch huyền huống hồ còn rất bảo vệ người mình Tỷ không ngại ông ấy nói xấu thiên cơ môn sao dịch huyền nắm chặt thanh kiếm trong tay thanh kiếm này là trưởng môn sư phụ cho hắn. Thiên cơ môn xác thật là gần phế tông nhưng từ nay về sau nhất định sẽ chậm rãi đi lên, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết thiên cơ môn vẫn sừng sững ở đây, Diệp Tố Tố cúi đầu hất ngón tay của du phục thời đang mon men đến gần vụ sát hoa. Nhưng tân thẩm chi rất mạnh, nếu để thật sự để bụng chuyện này thì sau này hãy đánh với ông ấy một trận, nếu thắng thì xem như báo thù cho chúng ta. Được, dịch huyền rũ mắt đáp ứng. Ngô kiếm phái, luyện kiếm chàng. Đại sư Huynh, tân trưởng lão lại nổi điên. Tân trưởng lão lại làm cái gì? Từ Trình Ngọc vừa mới trở về, đi ngang qua luyện kiếm chàng thì các sư đệ sư muội liền vây lại liến thoáng kể cho hắn nghe. Tân trưởng lão thừa dịp tông chủ cùng các đại trưởng lão đóng cửa nghị sự, đã chạy đi đánh các trưởng lão của tất cả các phòng một trận. Đại sư Huynh, sư phụ của đệ cũng bị đánh, nếu đổi thành trưởng lão khác làm vậy thì Từ Trình Ngọc sẽ lo lắng không thôi, sợ có phải hay không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu là Tân trưởng lão thì mọi người cũng đã sớm quen rồi." Từ Trình Ngọc hỏi. Tân trưởng lão lại ngộ ra kiếm ý mới sao? Các sư đệ sư muội trong luyện kiếm trang lại bắt đầu nhao nhao trả lời. "Không có." "Nhất định là có quan hệ với đồ đệ mà Tân trưởng lão muốn thu." Không biết Tân trưởng lão nghĩ như thế nào cứ cả ngày cho rằng sư phụ chúng ta muốn đoạt đồ đệ của ông, cũng không nhìn xem các phòng có bao nhiêu đệ tử, ai sẽ đi đoạt người chứ, cũng chỉ có mỗi phong của ông ấy là không có một mống người nào. Ngô kiếm phái có mấy phong đầu, Trung Nam phong chính là chỗ ở của tông chủ cùng các đại trưởng lão, các đệ tử dòng chính cũng ở đấy, từ trình ngọc chính là quan môn đệ tử của tông chủ, mỗi phong đầu khác đều có một vị trưởng lão tọa chấn cùng với thân truyền đệ tử và nội môn đệ tử. Còn tân thẩm chi ông ấy ở bát hoang phong, cả ngày chỉ biết luyện kiếm, chưa bao giờ làm chuyện gì khác, cũng không thu đệ tử, hàng năm bị tông chủ cùng các đại trưởng lão nhắc nhở mãi. Ai lại có thể khiến cho tân trưởng lão để ý đến vậy? Từ trình ngọc có chút tò mò hỏi. Nghe nói là đệ tử của một môn phái sắp phế tông đến nơi, lúc trước được tân trưởng lão mang về đây ở mấy ngày, sau đó hình như là cự tuyệt không muốn lưu lại ngô kiếm phái. Một vị sư muội lập tức kể ra những gì mình biết. Từ trình ngọc kinh ngạc, thế nhưng có người không muốn làm đệ tử ngô kiếm phái, chẳng lẽ đối phương muốn đi côn luân, lúc sau còn không phải đã quay lại sao theo ta thấy chính là lạt mề buộc chặt đánh cuộc đi các ngươi không biết gì sao người nọ đi theo tông môn sư huynh sư tỷ quay lại đây muốn ra dịch thứ gì đó với tông chủ của chúng ta còn có chuyện này ư một đám người thường ngày trong đầu chỉ có kiếm liền lập tức nổi lên tâm bắt quái vây lấy người vừa rồi lên tiếng người vừa rồi lên tiếng được bao vây thành trung tâm bằng không các ngươi nghĩ rằng tại sao tông chủ cùng các trưởng lão lại đóng cửa điện không cho một ai đến gần đối phương là đệ tử tông môn nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Hai ngày trước lúc đệ đi ngang qua, nghe thấy tân trưởng lão nói, hình như là thiên cơ môn gì đó. Thiên cơ môn, có chức quen tai. Từ Trình Ngọc vừa nghe đến thiên cơ môn liền nhớ tới mặt ngựa kiếm dùng xích sắt quải người hơn nửa năm trước, liền hỏi. Bọn họ còn ở trong tông môn không? Còn ở, ở trong viện khách quý trên Trung Nam Phong, tân trưởng lão phân phó, ngày nào cũng có người đưa linh thực qua đó từ trình ngọc bảo các sư đệ sư muội tiếp tục luyện kiếm bản thân thì ngược kiếm đi về hướng trung nam phong hắn muốn nhìn một chút trong nhóm người đó có mấy vị đạo hữu thú vị lúc trước hay không đây là chữ gì du phục thời đứng bên cạnh diệp tố tố thấy nàng đang viết chữ thò đầu qua vai nàng nhìn nhìn thì phát hiện hắn không biết mấy chữ này không tính là chữ đây là phù chú diệp tố tố vẽ rất nhanh những phù chú này về sau khi vào bí cảnh ít nhiều sẽ có tác dụng trên thực tế nàng còn muốn học thêm phù chú mới đáng tiếc không có nguồn để học du phục thời ngồi bên cạnh nàng không chút ngượng ngùng nào mà cọ tới cọ lui còn thường chạm vào đồ vật trên bàn có việc diệp tố tố vẽ xong một tờ kim cương phù vớt cuộc dừng lại quay đầu hỏi hắn du phục thời do dự một hồi nói ta lấy những thứ khác đổi với ngươi diệp tố tố trong lúc nhất thời không hiểu rõ lắm đổi cái gì du phục thời nhìn túi cằn khôn bên hông nàng chỉ chỉ nói cái này diệp tố tố thấy thế thì hiểu rõ không khỏi bật cười thò tay lấy ra vụ sát hoa vòng tay hình xà đen tuyền ẩn ẩn ánh kim nàng hỏi để lấy gì đối với ta chờ ta tìm lại được đồ vật của mình du phục thời kéo tay áo của diệp tố tố lấy vụ sát hoa từ trong tay nàng cẩn thận mang lên cổ tay của mình dương bắt nói người có thể tùy ý chọn một kiện tuy rằng những thứ đó đều là đồ mà hắn thích bất quá du phục thời nghiêm túc suy nghĩ có thể dùng một kiện để đổi lấy vụ sát hoa. Diệp tố tố nhướng mày, tìm lại, đồ vật của tiểu sư đệ tất cả đã làm mất hết rồi. Không đổi, Diệp tố tố quay lại đầu tiếp tục vẽ phủ. Đệ muốn chơi thì có thể mượn ngươi chơi mấy ngày. Kỳ thật vụ sát hoa đối Diệp tố tố mà nói, vừa quan trọng lại vừa không quan trọng. Nàng đích xác là không còn cách nào có thể luyện chế ra một vụ sát hoa khác giống như lúc thế này, bản thân nàng cũng rất thích nó. Tuy nhiên tình huống này cũng không phải là hiếm gặp đối với luyện khí sư, hiện tại Diệp Tố Tố chỉ thuần túy muốn nhìn bộ dáng muốn mà không được, nhăn nhó vào đầu bức tóc của tiểu sư lệ và thôi. Hiếm thấy đó, nghe thấy phàm nhân này một lần nữa cự tuyệt mình, du phục thời rất không cao hứng, nhưng hắn vẫn muốn được tiếp tục mang vụ sát hoa. Lúc đầu thích chiếc vòng này vì nó có hình rắn giống bản thể của hắn, nhưng sau đó khi thấy uy lực công kích của vụ sát hoa thì hắn liền hoàn toàn muốn có được chiếc vòng này. Vậy ngươi nói điều kiện đi, du phục thời nén giận một chút cũng không kiêu ngạo, ta đáp ứng ngươi. tạm thời không nghĩ ra, về sau lại nói. Diệp tố tố vội vàng vẽ phủ, sau khi nói xong liền không chú ý đến tiểu sư đệ bên cạnh. thật lâu sau, Diệp tố tố du phục thời chỉ vào phú chú dưới ngòi bút của nàng. Ta có một quyển thư tịch về cái này, ngươi có muốn hay không? Ngòi bút của Diệp tố tố dừng một nhịp, phủ liền bị hủy. nàng nghiêng đầu, không phải tất cả đồ vật đều đã mất rồi sao? vậy chờ sau khi ta tìm được, ngươi đổi với ta. Du phục thời thật vất vả mới nhớ ra chính mình có một quyền loại thư tịch về cái mà Diệp Tố Tố đang vẽ này, còn là do ai đưa cho hắn thì hắn vẫn không nhớ ra. Diệp Tố Tố đứng dậy. Chờ đệ tìm được rồi lại nói. Phù đã bị hủy, nàng cũng không muốn vẽ tiếp nên đi ra phòng nghỉ bên ngoài. Vừa mới đi ra chào một tiếng với lữ cửu thì từ ngoài viện có một người bước vào, mang theo vài phần tò mò hô lên. Diệp Đạo Hữu, từ Trình Ngọc có ấn tượng rất sâu với Diệp Đạo Hữu Ngự Kiếm Quải người lần trước, khi nghe nói người Thiên Cơ môn đến đây thì liền tò mò đi nhìn xem thử, kết quả vừa vào đến viện thì liền thấy ngay Diệp Tố Tố, theo bản năng hô một tiếng. Diệp Tố Tố ngẩng đầu thấy hắn, hiển nhiên cũng nhận ra là ai. Từ Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Thì ra cô chính là đồ đệ mà Tân trưởng lão muốn thu nhận. Từ Trình Ngọc nhớ tới tốc độ ngự kiếm của Diệp Tố Tố lần trước, cuối cùng cũng hiểu được vì sao tân trưởng lão muốn thu một đệ tử của một môn phái luyện khí làm đồ đệ chắc hẳn là vì thiên phí căn cốt của diệp đạo hữu rất tốt ta diệp tố tố đầu tiên là kinh ngạc sau đó mới phản ứng lại nói không phải ta ta không biết dùng kiếm từ trình ngọc tốc độ ngự kiếm của diệp đạo hữu rất nhanh hơn nữa dưới thân kiếm còn treo ba người nhìn thế nào cũng đều không giống người không biết dùng kiếm đồ đệ mà tân tiền bối muốn nhận ở đằng kia diệp tố tố chỉ vào dịch huyền đang ngồi đào tọa dưới tảng cây cách đó không xa là tiểu sư đệ của ta du phục thời vừa đi ra thì nghe thấy những lời này hắn im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh diệp tố tố ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. vị này là từ trình ngọc chưa gặp qua du phục thời thấy hắn đến đây nên theo bản năng hỏi một câu diệp tố tố quay lại liền thấy gương mặt xinh đẹp của du phục thời quên mất thằng nhóc này ta nói nhầm rồi Diệp Tố Tố lập tức mất bỏ mới lo làm chuồng, quay đầu giới thiệu lại một lần nữa. Vị này mới là tiểu sư đệ của ta, du phục thời, còn ngồi dưới tảng cây đằng kia tu luyện là ngũ sư đệ, dịch huyền. Du phục thời nhìn Diệp Tố Tố, tay trái giật giật tay áo bên phải, lộ ra vòng đeo tay hình xà, hiển nhiên là muốn lấy nhược điểm lần này để nàng cho hắn mang vòng nhiều hơn mấy ngày. Diệp Tố Tố rời tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, du phục thời lúc này mới vừa lòng mà buông tay áo xuống lúc này ba người minh lưu xa cũng từ bên ngoài trở về viện nhìn thấy từ trình ngọc lập tức tiến đến chào hỏi từ trình ngọc nhìn nhìn gương mặt của diệp tố tố cùng du phục thời lại nhìn dịch huyền ở cách đó không xa lại quay sang nhìn ba người minh lưu xa cuối cùng ánh mắt dừng trên người lữ cửu vị đạo hữu này cũng là người thiên cơ môn ư ta là tán tu lữ cửu đứng dậy chắp tay nói lần này cùng đồng hành với họ từ trình ngọc không hiểu sao trầm mặc thật lâu hắn nhớ rõ thiên cơ môn là một môn phái luyện khí, sao mấy người này lại trông giống người của hợp hoan tông vậy? là tông môn bọn họ đang đổi con đường tu luyện hay là thiên cơ môn trước giờ thu đệ tử đều xem mặt? lúc trước còn thiếu từ đạo hữu một ân tình, diệp tố tố nhìn không ra cảnh giới của từ trình ngọc, hơn nữa kiếm trong tay đối phương cũng không phải phàm vật, ân tình này chỉ sợ với đợi về sau mới có thể trả được. từ trình ngọc lắc đầu, chỉ là một tấm dư đồ mà thôi, diệp đạo hữu không cần xem là thật tín vật lúc trước từ đạo hữu cũng đã nhận lấy rồi, sao có thể không xem là thật? diệp tố tố nói, chẳng qua trước mặt cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, nhân tình này về sau nhất định sẽ trả lại. được, từ trình ngọc thoải mái đồng ý, tiếp theo lại nói, mới qua hơn nửa năm, diệp đạo hữu đã trúc cơ trung kỳ, hắn đã là kim đan trung kỳ nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cảnh giới của mấy người diệp tố tố. diệp tố tố cười hỏi, từ đạo hữu đặc biệt ghé qua để chào hỏi chúng ta sao? Vừa đúng vừa không đúng, Từ Trình Ngọc chỉ chỉ về hướng đỉnh Trung Nam Phong. Chỗ ở của ta ở trên đó, thì ra là thế, lần đầu gặp Từ Trình Ngọc nàng tưởng hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Ngô Kiếm phái, hiện tại xem ra hắn là một trong những đệ tử dòng chính của tông môn. Lần này chúng ta bái phòng quý phái là vì muốn tìm đệ tử Ngô Kiếm phái cùng đồng hành đi vào bí cảnh, Diệp Tố Tố dương mắt. Không biết Từ Đạo Hữu có nguyện ý gia nhập, Từ Trình Ngọc không ngốc, có thể nổi bật trong các đệ tử dòng chính hắn cũng đủ thông tuệ. Vừa rồi các sư đệ sư muội nói rằng người thiên cơ môn đến đây làm giao dịch gì đó với tông chủ, nói vậy đây là một trong những điều kiện đó. Các người muốn đi bí cảnh nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Cái nào cũng đi, Diệp Tố Tố bồi thêm một câu. Chỉ cần có thể tiến vào đều đi. Từ Trình Ngọc ngần người, có chút không hiểu rõ ý của nàng. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, còn có các loại yêu thú có thể dùng để làm tài liệu luyện khí, Diệp Tố Tố nói thẳng, nên chỉ cần có thể vào thì bí cảnh nào chúng ta cũng đều sẽ đi. Từ trình ngọc nhìn Diệp Tố Tố, lại như tới khốn cảnh của thiên cơ môn liền nhanh chóng có thể sâu chuỗi mọi việc. Các ngươi muốn mượn linh khí của bí cảnh để đột phá. Đúng vậy. Các ngươi, lá gan thật lớn, từ trình ngọc không khỏi cảm thán, đến kiếm tu cũng không dám làm như vậy, tính bất chắc ngoài ý muốn của bí cảnh quá lớn, ngay cả từ đại tông môn như bọn họ nếu muốn đi bí cảnh cũng đều phải chuẩn bị đầy đủ trước đó. Từ địa tình sinh mà thôi, khi nói lời này biểu tình trên mặt Diệp Tố Tố cũng không có chút dao động nào, phảng phất chỉ là như đang nói một việc bình thường. Từ Trình Ngọc suy nghĩ một lát, nói: "Ta gia nhập." Diệp Tố Tố cười đáp: "Tốt." Không bao lâu sau, việc Từ Trình Ngọc muốn đi theo người thiên cơ môn sông vào bí cảnh khắp nơi đã truyền khắp toàn bộ Ngô Kiếm phái. Trung Nam Phong, nơi ở của đệ tử dòng chính. "Đại sư huynh, huynh muốn đi vào bí cảnh cùng với mấy luận khí sư đó ư?" Ừ đệ tử dòng chính mã tòng thu đẩy cửa bước vào. Có tinh lực thế vì sao không dành để tu luyện? Đi bí cảnh cũng là tu luyện, từ trình ngọc mở mắt ra, khôi phục lại từ trạng thái đả tọa. Đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn có lẽ sẽ có lợi với việc đột phá của ta. Vậy thì cũng không cần đi cùng với một đám luyện khí sự cảnh giới thấp trói gà không chăn như thế, đến lúc đó toàn là huynh phải che chở bọn họ, mã tòng thu ghét bỏ nói. Thiên cơ môn sắp về tông đến nơi, cũng không biết đang dẫy rộn cái gì. Đệ có gặp qua bọn họ chưa? Ai? Mã Tổng Thu nghĩ nghĩ nói. Mấy người thiên cơ môn đó, có từ xa thấy qua một lần. Từ Trình Ngọc lại tiếp tục nhắm mắt, hai tay chụm lại, vận chuyển linh lực, nói. Đệ không cảm thấy bọn họ ai cũng đều có một gương mặt tương lai sẽ rất lợi hại sao? Mã Tổng Thu hoang mang, huynh ấy đang nói cái gì vậy? Hắn thừa nhận nhóm người đó diện mạo quả thật không tồi, nhưng mặt đẹp thì tương lai nhất định sẽ lợi hại sao? Chưa chắc là vậy, đại sư huynh đây là bị làm sao vậy? Đại sư huynh, mã tổng thu nhìn đại sư huynh từ trình Ngọc Thành lãnh như trăng, dốc hết lòng nói một lời. Từ nửa năm trước đệ đã phát hiện huynh có điểm không thích hợp, nếu có sinh tâm ma, phải nhanh chóng báo cho sư phụ cùng các đại trưởng lão xin giúp đỡ ngay mới được. Khi đó đại sư huynh mang theo các sư đệ sư muội đi ra ngoài rèn luyện trở về, tự nhiên lại treo một sợi dây thừng dưới thân kiếm, để một tiểu đệ tử mới nhập môn ngồi lên, mang theo nhóc đó ngựa kiếm bay đi bay lại khắp nơi, làm mọi người nhìn thấy sợ hãi không thôi, còn tưởng rằng tiểu đệ tử kia phạm lỗi gì khiến đại sư huynh trừng phạt hắn. Chỉ có Mã tổng Thu biết khi đại sư huynh đáp kiếm xuống đất nói một câu, khá là khó giữ vững. Không có tâm ma gì hết, đệ không hiểu đâu, từ trình Ngọc chỉ là cảm thấy người thiên cơ môn rất thú vị, hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ trẻ tuổi mà hắn từng gặp qua. Mã tổng Thu nhíu mày. Đại sư huynh, nếu huynh muốn đi, vậy đệ cùng chu sương muội cũng muốn đi cùng chúng đệ không yên tâm vậy đệ đi hỏi diệp đạo hữu đi từ trình ngọc vận chuyển linh lực đi một vòng quanh thân sơ tàn đi mệt mỏi mã tổng thu nói nàng ấy muốn tuyển đệ tử có năng lực đúng không đệ cùng chu sương muội đều đã là kim đan sơ kỳ nói đi liền đi mã tổng thu lập tức đứng dậy đi tìm sư phụ tự đề cử đồ đệ mấy trưởng lão của mấy phong đầu kia thực lực thật kém quá Sáng sớm Tân Thẩm Chi đã đứng trước cửa phòng dịch huyền, một hai đòi hắn phải xác nhận. Bây giờ con bái sư để ta dạy con kiếm thuật được chưa? Dịch huyền từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ không bộc lộ biểu tình gì, nhưng mặt mày so với dị vãng thì bình thản hơn không ít. Người đi hỏi đại sư tỷ của ta đi. Tân Thẩm từ quay đầu nhìn mấy người đang ngồi xổm trước cửa phòng ăn linh quả, chuẩn xác tóm được Diệp Tố Tố. Tiểu cô nương suy nghĩ xong chưa? Nhanh nhanh cho dịch huyền bái ta làm sư đi tiền bối dịch huyền làm đệ tử người thì có thể học được cái gì diệp tố tố ngẩng đầu hỏi tân thầm chi nhíu mày làm đồ đệ của lão tử thì tất nhiên lão tử sẽ dạy hắn hết tất cả sở học kiếm thuật của mình chỉ cần hắn có thể học ta đều dạy hết nhận được lời đảm bảo của ông diệp tố tố gật gật đầu nói với dịch huyền đệ lưu lại đây tương lai thiên cơ môn có một nửa phải trông chờ vào đệ một nửa là luyện khí một nửa là hộ tông trên con đường tăng cường thực lực sau này ngô kiếm phái sẽ che chở cho thiên cơ môn. Vậy về sau con chính là đồ đệ của lão tử, tân thẩm chi kích động nhìn chằm chằm dịch huyền. Mau, đồ đệ, kêu một tiếng sư phụ, dịch huyền. Vô luận gặp qua bao nhiêu lần, hắn vẫn không cách nào thích ứng được với sự nhiệt tình của tân thẩm chi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố Tố, đại sư tỷ thật không có đang trả thù hắn đấy chứ. Khi ánh mắt của Diệp Tố Tố đảo qua tới, dịch huyền nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn tân thẩm chi. Sư phụ, Ha 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 ha, tân thẩm từng ngửa đầu cười một tràng dài, một đầu tóc lộn xộn sắp dựng lên tới trời. Lão tử rốt cuộc có đồ đệ rồi. Đại, sư, tỷ, Minh Lưu Sa quay đầu hỏi Diệp Tố Tố. Tỷ, đã, tuyển, người, chưa? Diệp Tố Tố gật đầu dơ ba ngón tay. Tất cả đều là dòng chính trung Nam Phong. Nàng không ngờ đệ tử dòng chính trung Nam Phong sẽ chủ động gia nhập, thậm chí ngu kiếm phái cũng nguyện ý thả người ta nghe ngóng được phía đông đồ thủ thành có một bí cảnh sắp mở, lữ cửu vội vàng bước vào viện nói. Sẽ mở nội trong tháng này. Diệp tố tố đứng lên. Về phòng thu thập hành lý, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mấy người minh lưu xa lập tức trở về phòng. Diệp tố tố cúi đầu đưa tin cho từ trình ngọc, báo rằng ngày mai sẽ xuất phát. Cầm lấy, tân thầm chi gỡ túi càn khôn bên hông ném cho Diệp tố tố. Đêm này có vài món pháp khí phòng hộ tặng cho các ngươi, nhớ phải bảo vệ tốt bản thân đừng làm đồ đệ ta thương tâm ảnh hưởng luyện kiếm diệp tố tố nhướng mày đa tạ tiền bối tân thầm chi đang cực kỳ cao hứng nếu không có diệp tố tố đến đây đồ đệ của ông đã sớm chạy mất cũng may hiện giờ đã trở về chân chính bái ông làm sư phụ nghĩ đến đây ông lại nhịn không được mà bật cười ha ha dịch huyền sáng sớm hôm sau nhóm người diệp tố tố cộng thêm ba người từ trình ngọc toàn bộ tụ tập dưới chân núi ngô kiếm phái sư đệ chúng ta đi đây đệ cố gắng học tốt kiếm thuật nhé tây ngọc vẫy tay với dịch huyền chờ chúng ta trở về tìm đệ hạ nhĩ hô dịch huyền trầm mặc không lên tiếng nhìn mấy người diệp tố tố bọn họ vẫn giống như trong quá khứ một lần nữa đừng ai nấy đi chẳng qua lần này có vài thứ đã bất đồng tân thẩm tử đứng bên cạnh nói đồ đệ chờ con học kiếm thuật giỏi rồi thì có thể đi cùng các sư huynh sư tỷ ngô kiếm phái là kiếm tu tông môn ba người đệ tử dòng chính kiếm thuật càng thêm lợi hại càng không cần nhắc đến ngựa kiếm chớp mắt một cái liền đi ngàn rằm mã tòng thu vì muốn khoe khoang thực lực của mình trước mặt mấy người thiên cơ môn nên cố ý bay thật nhanh thật xa tòng thu sư huynh từ từ đại sư huynh còn ở phía sau chu vân đi theo phía sau hắn hô lên sư huynh sao lại thế này mã tòng thu ngừng lại giữa không trung quay đầu nói với chu vân sư muội muội nói xem ta đã sớm nói đại sư huynh có điểm không thích hợp chu vân bất đắc dĩ chúng ta quay lại nhìn xem đi, bọn họ đã bay quá xa. Giờ phút này, Tư Trình Ngọc đang ở phía sau nhìn chằm chằm so to dưới kiếm Diệp Tố Tố. Diệp đạo hữu, cô đổi thành sọt rồi à, lúc trước ta có thử treo dây xích dưới kiếm nhưng thấy không ổn lắm. Dây xích không dùng tốt bằng sọt, Diệp Tố Tố thật sự nghiêm túc thảo luận với hắn. Nhìn qua thì thật không tồi đấy, dù sư đệ đều ngủ rồi, Tư Trình Ngọc nhìn thoáng vào sọt nói. Diệp Tố Tố chỉ cười mà không nói gì, Tiểu sư đệ thì có lúc nào mà không gà gật đâu. Đại sư Huynh, Mã Tòng Thu quay lại đến nơi, vừa mới dừng lại liền thấy sò to dưới kiếm diệp tố tố, khiếp sợ hỏi. Này là cái gì? Sao lại còn có người bên trong? Mã Tòng Thu nhìn từ trình ngọc với vẻ mặt đầy phức tạp, thì ra diệp tố tố của thiên cơ môn có sở thích giống với sư Huynh nên Huynh ấy mới nguyện ý cùng đi ví cảnh với bọn họ. Kim Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ quả thật cách biệt một trời một vực ba người từ trình ngọc có thể ngự kiếm liên tục không cần dừng lại nhưng mấy người diệp tố tố thì không được cần tạm nghỉ để bổ sung linh lực cảnh giới tuy thấp nhưng tốc độ lại rất nhanh khi đoàn người dừng lại nghỉ ngơi mã tòng thu đứng ở bên cạnh nói chu vân nghiêng đầu nói với hắn tòng thu sư huynh huynh ít nói vài câu đi sư phụ bảo chúng ta là phải nghiêm túc hộ tống họ vào bí cảnh mấy tiểu bí cảnh này có chúng ta ở đây đồ vật bên trong toàn bộ đều có thể bao hết mã tòng thu nói không có gì phải khẩn trương sư phụ nói vạn sự đều không thể chủ quan lơ là chu vân nhắc nhở dù sao chúng ta đều phải nghe lời đại sư huynh ta biết rồi mã Tổng thu nhìn chăm chăm mấy người đang ngồi đả tọa cách đó không xa làm gì có gương mặt nào tương lai sẽ rất lợi hại đâu chứ hắn lại nhìn sang du phục thời đang dựa vào trên người diệp tố tố không biết ngự kiếm còn ngủ cả ngày rõ ràng không phải là tu sĩ đứng đắn gì dựa vào tin tức có được phía đông của đồ thủ thành có một tiểu bí cảnh sẽ mở ra trong tháng này. Đoàn người Diệp Tố Tố không ngừng gia tăng tốc độ, rốt cuộc đuổi đến kịp tòa tiểu thành tập đông, nơi gần chỗ bí cảnh sắp mở ra, bên trong thành đã có rất nhiều tu sĩ đến từ trước, không ít tu sĩ là một mình một ngựa nhưng kết bạn đồng hành như bọn họ cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên khi nhóm của Diệp Tố Tố vào thành thì có không ít tu sĩ âm thầm chú ý. Trong thành nhỏ tập đông này tu sĩ Kim Đan Kỳ không có nhiều lắm thế mà đoàn người của bọn họ lại có đến ba Kim Đan Kỳ kiếm tu, anh ấy cũng đều than thầm trong ngào một tiếng loại tiểu bí cảnh như thế này bình thường chúng ta sẽ không tham gia từ trình ngọc ngồi xuống nói với diệp tố tố đệ tử ngô kiếm phái có thể rèn luyện trên thí luyện trường của tông môn hoặc là do sư huynh dư tỷ như chúng ta mang theo xuống núi làm nhiệm vụ mãi cho đến khi tiến vào kim đan kỳ mới bắt đầu tham gia một ít bí cảnh chu vân và tòng thu không bao lâu trước kia mới từ bí cảnh ra tới bí cảnh càng lớn sẽ càng nguy hiểm kim đan kỳ tu sĩ trở về sau nói ngã xuống liền ngã xuống thế nên đệ tử của các đại tông môn sẽ được sư phụ trường bối trang bị cho pháp khí hộ thân nhưng tán tu thì không có phúc phận đó chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng phàm là đại, đại năng nào có xuất thân tán tu thì đều cực kỳ lợi hại trong lịch sử tu chân giới loại người tàn nhẫn này không nhiều lắm nhưng mỗi khi xuất hiện thì đều có thể càn quấy mấy trăm năm phong vân từ huynh sau khi tiến vào bí cảnh thì ba người tạm thời không cần ra tay diệp tố tố nhìn thoáng qua bàn cạnh bên nơi mấy người minh lưu xa lang ngồi Chờ đến khi thật sự xuất hiện nguy hiểm mà chúng ta không có cách nào giải quyết thì các người hãy động thủ. Từ Trình Ngọc đáp ứng. Không thành vấn đề. Hiện tại tiểu bí cảnh vẫn còn chưa mở. Mấy người Diệp Tố Tố sau khi cơm nước xong thì muốn đi dạo quanh tập Đông Thành. Diệp Tố Tố trước đó vẫn luôn muốn làm một kiện pháp khí đơn giản. Nàng định làm cho xong trước khi tiến vào bí cảnh. Tập Đông Thành lớn không bằng một phần ba định hải thành nhưng cửa hàng nhu yếu phẩm thì một cái cũng không thiếu. Diệp Tố Tố bước vào một tài liệu hành nhỏ mua một ít tài liệu làm pháp khí, hy vọng theo một đường khác trở về thì phát hiện nơi này thậm chí cũng có cửa hàng bán phù chú. Có lẽ do thành này ở gần với ngũ hành tông. Diệp tố tố nhấc chân bước vào, cửa hàng rất nhỏ, hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ một người xoay so người. Trong cửa hàng không có quầy mà trên tường treo hàng lọ ất bài gỗ, trên đó viết tên các loại phù. Nàng ngước lên nhìn thì thấy có kim cương phù và mê ngủ phù, còn những phù chú khác nàng chưa từng nghe qua. Trên bài gỗ không có đính kèm phù chú, chỉ có mỗi chữ là chữ. Ánh mắt Diệp Tố Tố dừng ở tấm bài gỗ cuối cùng, chuyển sát phù. Lão bản, chuyển sát phù có công hiệu gì? Diệp Tố Tố hỏi lão nhân ngồi trên băng ghế nhỏ bên trong gian hàng. Lão nhân nâng mí mắt, mở miệng nói chuyện với âm thanh tràn đầy tăng thương. Là phù chú ảnh hưởng đến số phận, dán trên người ai người đó sẽ gặp xui xẻo, có tác dụng trong thời gian một chén trà nhỏ. Còn định thân phù và phá giới phù thì sao? Lão nhân liên tục ho khan vài tiếng. Định thân phù dán lên có thể khiến đối phương bất động trong một khắc, phá giới phù có thể dùng để phá kết giới. Có tác dụng với cảnh giới nào?" Diệp Tố Tố hỏi. "Còn phải xem trình độ dẫn khí khóa phù của phù sư, bất quá nếu cảnh giới của đối tượng bị dùng phù này càng cao thì tác dụng của hai loại phù này sẽ càng suy giảm." Lão nhân giải thích. "Dẫn khí khóa phù?" Diệp Tố Tố nghe được nửa hiểu nửa không, nàng nghĩ nghĩ nói. "Bán cho ta một tờ định thân phù và một tờ phá giới phù." Tổng cộng 300 trung phẩm linh thạch, lão nhân ngồi ở trong cửa hàng run rẩy lấy từ trong ngực áo hai tờ phù chú đưa cho nàng diệp tố tố đưa cho ông linh thạch rồi nhận phù phù này dùng cho cảnh giới nào là hữu hiệu nhất kim đan kỳ chỉ cần là người hơi chút hiểu biết về phù chú mà nghe câu này nhất định sẽ ném phù trả trở về còn bóng một tiếng đồ lừa đảo bùa chú chỉ dùng được ở kim đan kỳ trở xuống mà bán đến tận 300 trung phẩm linh thạch không phải lừa đảo thì là gì nhưng diệp tố tố không rõ ràng lắm về vấn đề này kiến thức về phù chú nàng tiếp cận đầu tiên chính là phù chú mà tiền bối thiên cơ môn đã cải tiến qua ngay cả hợp thể kỳ cũng có thể dùng nên bây giờ khi gặp phù chú chỉ có kim đan thì trở xuống mới có thể dùng thì cũng không quá lẫn cấn với nàng nàng cất phù đi xoay người đi ra khỏi cửa hàng nhỏ tới bậc cửa nàng không nhận được mà xoay người nói với lão nhân bên trong ngươi còn một bên lỗ tai vẫn chưa ngụy trang tốt đó đối phương sửng sốt ngay lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái gương nhỏ soi lỗ tai của mình. Quả nhiên, một bên lỗ tai phù đầy vẻ năm tháng và đồi mồi của làn da một lão nhân, nhưng lỗ tai còn lại thì không có chút dấu vết nào, trông rất bình thường. Lão nhân thấp giọng nói một câu gì đó sau đó lấy ra một lá bùa rồi bóp nát, rồi tiếp theo người liền biến mất. Diệp Tố Tố lắc đầu bước ra khỏi cửa, thời buổi này quá nhân gì cũng có, ở tu chân giới này người càng trẻ tuổi có thực lực cao thì không phải càng uy phong hơn sao? Giả làm lão nhân để làm gì không biết sau khi trở về diệp tố tố lấy ra tờ truyền sát phủ mà nàng đã vẽ trước kia dán lên người nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình không phát hiện thấy có gì khác thường vẫn chưa thấy có xui xảo gì là người già lão nhân kia nói dối hay do phủ này nàng vẽ không tốt diệp tố tố còn chưa suy nghĩ được thông suốt thì dây tiếp theo mái ngói trên đầu không hiểu sao rớt xuống hướng thẳng đầu nàng mà rơi nghe thấy âm thanh diệp tố tố lập tức né sang bên cạnh kết quả một chân vướng vào chân còn lại thân mình loạng choạng đầu lại một lần nữa chủ động xoay qua bị mái ngói đập chúng mái ngói lập tức tan nam xẻ bầy. Đúng lúc này Mã Tổng Thu đi ngang qua, đứng ngoài cười nhìn thấy một màn này. Cô đang luyện thiết đầu công hỏa, thì ra luyện khí sư còn phải rèn luyện cơ thể như thế. Sau đó hắn lại quay đầu, đi thẳng về phòng của mình. Nàng giơ tay triệu hồi linh lực đánh lên hai bên cánh cửa muốn đóng cửa phòng lại. Kết quả đúng là cửa có đóng lại nhưng đóng mạnh đến nỗi đất cả bàn lề. Hai bên cửa phòng lại hướng về phía Diệp Tố Tố mà đổ ập tới. Diệp Tố Tố dứt khoát không né tránh, nàng hôm nay muốn nhìn xem rốt cuộc lực sát thương của truyền sát phủ có thể lớn đến mức nào? người đang làm cái gì đó? du phục thời không biết từ chỗ nào xông ra tới, tay vịn lại hai cánh cửa nhưng hắn lười đỡ, chỉ vịn một cái rồi xô cho hai cánh cửa đổ sang hai bên, hai cánh cửa ngã đập xuống mặt đất, tất cả bụi đất lại xông thẳng lên người diệp tố tố. diệp tố tố xoay người ho sù sụ nói: tiểu sư đệ, đệ không thể đỡ thêm một chút nữa sao? lúc này truyền sát phủ biến mất, du phục thời nghiêng đầu nghĩ nghĩ rỗi tay thực hiện một thanh khiết thuật lên người Diệp Tố Tố. Lại nhìn thuận mắt hơn rồi. Để đến đây có chuyện gì, Diệp Tố Tố quyết định đợi lát nữa lại cho Minh Lưu Sa thử chuyển sát phù, Thoạt nhìn cũng thấy không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là số phận có chút không tốt mà thôi. Đói bụng, Du Phục Thời nói. Muốn tích cốc đan, hắn đã quen đi theo Diệp Tố Tố một đường nghèo rớt mồng tơi, có linh thực thì ăn linh thực, không có linh thực thì ăn tích cốc đan mặc dù hắn không thích vị của tích cốc đan chút nào, Diệp Tố Tố nhíu nhíu mày, lấy một lọ tích cốc đan ra khỏi túi càn khôn, lại lấy một chút linh thạch. Mang theo đi, về sau nếu ta không có ở bên cạnh, có thể tự mình mua đồ ăn. Du Phục thời liếc mắt nhìn linh thạch một cái liền lui ra phía sau một bước, lắc đầu. Không muốn, xấu. Hắn sẽ không bao giờ bỏ thứ xấu xí này vào trong thu nạp giới. Du Phục thời hoảng hốt trong một chớp mắt, thu nạp giới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua túi càn khôn bên hông, đây là túi mà hắn nhặt trong bí cảnh vừa xấu lại nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Diệp tố tố nghe vậy nhíu mày, tật xấu gì thế này không biết, linh thạch mà cũng chê xấu. Nàng nói. Cầm, nếu không ta mà không ở bên cạnh đệ thì đệ chỉ có nước đói ngất ngang mà thôi. Du phục thời lại không nhìn nàng, lại giả bộ không nghe thấy. Diệp tố tố. Vậy trả vụ sát hoa lại cho ta. Du phục thời tức khắc nhíu mày. Diệp tố tố. Lần trước rõ ràng người nói ta học thuộc 50 chữ thì có thể mượn đeo 10 ngày. Đại sư tỉ mỉm cười. Chỉ còn nửa ngày thôi, thời hạn cũng sắp đến rồi. Du phục thời nghiêng đầu không nhìn nàng, một tay mở ra túi càn khôn. Ngươi ném vào đi, cùng lắm thì lúc dùng nhắm mắt lại không nhìn là được. Diệp tố tố nhướng mày bỏ linh thạch vào, trưa này dùng với tiểu sư đệ là trăm lần trăm linh. Căn phòng hiện tại phần nóc thì lùng một lỗ còn cửa thì tan hoang trên mặt đất. Diệp tố tố phải dành ra chút thời gian để sửa lại chúng sau đó thì đi xuống khách đi nói với trưởng quầy một tiếng, Lúc trở lại du phục thời vẫn còn chưa rời đi phòng nàng Còn việc gì sao? Người dạy ta tiếp 50 chữ nữa đi Du phục thời chủ động lấy ra sách Ta muốn mượn vòng tiếp 10 ngày nữa Chỉ cần luôn mượn không dừng thì vụ sát hoa vẫn luôn là của hắn Diệp Tố Tố ân chán nói Được rồi Du phục thời học biết chữ rất nhanh Cơ bản chỉ cần dạy một lần là nhớ Chẳng qua khi viết chữ thì Một lời khó nói hết Phủ phiếm vô lực Siêu siêu vẹo vẹo được rồi bây giờ thì luyện viết theo tờ giấy này đi diệp tố tố viết các chữ mới lên một tờ giấy để hắn chiếu theo đó luyện viết nàng ngồi đối diện với hắn lấy ra hai tờ phù chú mới mua chuẩn bị tự mình vẽ lại cũng không phải là muốn vẽ đem bán mà muốn vẽ để tự dùng tiết kiệm chút tiền diệp tố tố cẩn thận quan sát hai tờ phù chú giấy vẫn là giấy vàng thường thấy tuy nhiên chất mực dùng để vẽ hình như không phải là chu sa nàng cầm hai tờ phù đưa lên mũi người người nhưng cũng không ngửi ra được không vị gì phù đồ thường tối nghĩa khó hiểu Người thường nhìn vào thậm chí còn không biết phải đặt bút từ đâu thế nhưng Diệp Tố Tố lại có thể từ những phù đồ này nhìn ra được điểm bắt đầu, đường đi của nét bút và điểm kết thúc. Nàng không ngừng miêu tả đi miêu tả lại phù đồ trong đầu, chờ khi nàng cầm lấy bút thì phù đồ đã được khắc sâu vào trong đầu. Diệp Tố Tố cầm lên bút, chấm bút vào chu sa, dẫn khí nhập bút sau đó bắt đầu vẽ định thân phù. So sánh với những phù chú trước kia nàng từng vẽ thì định thân phù hiển nhiên khó vẽ hơn không ít, Diệp Tố Tố có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác hồ giáp của từng nét bút không được trơn tru như trước. Diệp Tố Tố đứng lên, một tay cầm bút, một tay khác chống lên mặt bàn, bình phục linh lực quanh thân, di chuyển ngòi bút từng chút từng chút một, khoảng rừng giữa các nét cũng không chênh lệch, vẫn duy trì tốc độ đều nhau. Du phục thời ngồi ở đối diện dường như có phát hiện gì đó, ngừng bút dương mắt nhìn về phía Diệp Tố Tố. Nàng không biết sắc mặt của mình lúc này cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người nhập định, dường như ngăn cách ở một thế giới riêng với xung quanh. Từng nét từng nét được vẽ xuống, Nét vẽ cuối cùng đã ở trước mắt thì cây bút trong tay Diệp Tố Tố bỗng nhiên gãy ngang, linh lực nàng bị đảo lộn nên phun ra một búng máu, máu rơi trên lá phù trong nháy mắt liền bốc cháy, cùng với phù đồ chưa kịp hoàn thành cùng nhau biến mất. Thất bại. Diệp Tố Tố buông đoạn bút gãy, bình tĩnh giơ tay lao đi vết máu bên môi, cảnh giới của nàng còn quá thấp, còn chưa đủ để tự vẽ được phù chú này. Bút này không tốt, Du Phục thời ngồi đối diện lên tiếng. Ừ, Diệp Tố Tố thuận miệng đáp, gom lá bùa hồng cùng cây bút gãy đem đi vứt. Ta có một cây bút, du phục thầy nghĩ nghĩ nói. Về sau có thể cho ngươi mượn dùng. Diệp tố tố nhìn vẻ mặt luyến tiếc của hắn, rốt cuộc cười ra tiếng. Được, ta nhớ kỹ. Nàng lấy ra một cây bút khác chuẩn bị vẽ thử phá giới phù, lần này so với định thân phù còn khó vẽ hơn. Hiển nhiên đây cũng không phải là phù chú mà cảnh giới như Diệp Tố Tố có thể vẽ, nàng chỉ đành từ bỏ vẽ tiếp để ngăn không cho bị phản vệ tổn hại đến linh lực. Khi bọn Minh Lưu Sa ở dưới lầu nhìn thấy Diệp Tố Tố đi xuống, không khỏi kinh ngạc. Đại sư Tỷ, Tỷ bị làm sao vậy? Hạ Nhĩ nhíu mày hỏi. Vẽ hai tờ phù chú bị chút thương nhỏ mà thôi, Diệp Tố Tố cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Mã Tòng Thu ngồi bên cạnh từ trình ngọc, nhỏ giọng nói thầm. Chứ không phải do bị mái ngói rớt vào đầu sao? Huy nói gì? Chu Vân quay đầu hỏi. Vừa rồi ta đi ngang thấy Diệp Tố Tố đang luyện thiết đầu công, mã tòng thu nhích lại gần chu sư muội tám bát quái cho nàng nghe ta đoán không chừng là nàng ấy bị ngói rớt hư đầu luôn rồi thiết đầu công chu vân khiếp sợ nhất thời không nhớ phải hạ thanh âm xuống mọi người từ đầu đến cuối đều nghe được rõ ràng rành mạch tuy nhiên từ trình ngọc lại tò mò một việc khác hơn diệp tố tố cô còn biết vẽ phủ nữ ư biết vẽ mấy tờ mà thôi trong lòng diệp tố tố đã đem đối tượng thử chuyển sát phủ từ minh lưu xa đổi thành mã tòng thu nếu có cơ hội chúng ta có thể đi thẳng về phía đông nhìn thử xem. Từ Trình Ngọc nói. Bên đó có ngũ hành tông, ngoài ra còn có rất nhiều các môn phái phủ tu khác. Thân làm đại sư huynh của ngô kiếm phái, Từ Trình Ngọc không có quá kinh ngạc với việc Diệp Tố Tố biết vẽ phủ chú. Nguồn gốc của tịnh tông Đệ tử đó chính là bởi vì tu chân giới có không ít tu sĩ có thiên phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Diệp Tố Tố hẳn là một trong số đó đi. Tập Đông Thành, ngày 1 tháng 1, tiểu bí cảnh chính thức mở ra, đoàn người Diệp Tố Tố bước qua lối vào, ba người từ trình ngọc đi ở phía sau quan sát xung quanh nếu không phải tình huống nguy cấp họ sẽ không ra tay nơi có linh khí nồng đậm nhất là mắt cảnh trước khi tiến vào bí cảnh từ trình ngọc đã giải thích cho mấy người diệp tố tố tất nhiên cũng vì vậy nên mắt cảnh chính là nơi thường xuất hiện các pháp khí bí kỵ tốt nhất đây đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh chúng ta thẳng tiến đến mắt cảnh diệp tố tố nói mục tiêu vào bí cảnh đều tập trung ở mắt cảnh thì tất nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó chẳng qua mắt cảnh không dễ tìm thậm chí có khi còn di chuyển liên tục sau khi tiến vào tiểu bí cảnh diệp tố tố liền dẫn theo sư đệ sư muội đi đến nơi có nhiều linh khí một bên tay của nàng lòng bàn tay hơi hướng về phía trước hấp thu linh khí một bên tay khác thì triệu hồi linh hỏa lên đầu ngón tay du phục thời đứng bên cạnh nhìn thấy linh hỏa chuyển động trên ngón tay nàng thì nhịn không được theo bản năng dỗi tay qua muốn chạm vào diệp tố tố lập tức thu linh hỏa lại đừng loạn chạm vào linh hỏa, linh hỏa của luyện khí sư là dùng để luyện chế tài liệu, du phục thời nếu chạm vào linh hỏa, vạn nhất hắn thật sự là yêu thú gì đó thì không chừng sẽ tại chỗ thiêu ra được một thanh yêu cốt, đến lúc đó một bàn tay này của tiểu sư đệ liền sẽ trở thành tài liệu luyện khí. du phục thời thu hồi tay, chấp ở sau lưng, vẻ mặt nhăn nhó, hắn cực kỳ không hài lòng với phàm nhân này, hắn chỉ muốn sờ sờ một chút thôi mà. đại sư tỷ, phía trước có tam giác liên, tây ngọc đi với lữ cửu ở đằng trước bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng. Diệp Tố Tố lập tức bước nhanh tới, giữa một hồ nước rộng vậy mà chỉ có một gốc tam sắc liên trơ trọi đứng đó. Trên lá sen đang có vài giọt nước đang lăn qua lăn lại, nhưng chúng không phải là nước hồ mà là từng giọt máu đỏ tươi. Phía, dưới, có, người, Minh Lưu ra rưỡi tay chỉ vào mặt hồ phía dưới lá sen. Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm một hồi mới nhìn ra thứ trôi nổi phía dưới lá sen là nửa khối thi thể, hắn nhận ra được quần áo trên người người nọ, là một tu sĩ không bao lâu trước còn đứng cạnh họ trước lối vào bí cảnh vừa mới vào chưa bao lâu mà đã nằm đó rồi hắn dương mắt nhìn lại tam sắc liên đang yêu kiểu lắc lư trong hồ nước mà chỉ cảm thấy lạnh cả người chất lòng trong cuốn lá của tam sắc liên có thể dùng để luyện pháp khí diệp tố tố nói cánh sen màu trắng hồng đỏ đều có thể dùng trong luyện chế đan dược nghe qua thì là thứ tốt rồi lữ cửu nói để ta đi hái xuống Ngoài ba kiếm thu kim đan kỳ ngô kiếm phái ra thì nàng là nguồn vũ lực duy nhất của nhóm nên tất nhiên phải chủ động đi trước. Lữ cửu tay nắm chặt kiếm, phi thân đạp trên mặt nước, lướt nhẹ về phía tam sắc liên, khi đến gần một khoảng cách nhất định thì đóa hoa sen đột nhiên nở rộ đến mức tận cùng. Bên trong không phải là đài sen như thường thấy mà là một cái tổ hình tròn liên tục phun chất lỏng về phía nàng. Lữ cửu nhanh chóng nghiêng người né tránh công kích, đồng thời rút kiếm. Một kiếm dứt khoát chém đóa tam sắc liên cũng mấy cái lá của nó bay lên giữa không trung. Trong nháy mắt sau đó, bằng tốc độ cực nhanh lữ cửu duỗi tay bắt lấy tam sắc liên cùng lá rồi nhẹ điểm mũi chân lên mặt nước xoay người chuẩn bị trở về bờ loại người nửa biết nửa không như nàng ta chính là loại hố đồng đội nhất mã tòng thu lắc đầu bộ phận lợi hại nhất của tam sắc liên rõ ràng là bộ rễ dưới nước hồ này quả nhiên khi lữ cửu xoay người trở về bờ thì mặt hồ liền gợn sóng dữ dội bộ rễ của tam sắc liên dính đầy nước bùn điên cuồng trồi lên quật tới tấp về phía lữ cửu chu vân có chức kiềm chế không được nói đại sư huynh, chúng ta đi cứu bọn họ đi. Cứ từ từ, từ trình Ngọc nhìn chăm chăm Diệp Tố Tố không hiểu sao vẫn đang rất bình tĩnh, cuối cùng ngăn lại Trung Ngọc cùng Mã Tổng Thu. Chúng ta chưa quan sát thêm một chút, khi những sợi rễ của tam giác liền công kích tới thì lữ cửu cũng đã nhận ra, trở tay huy kiếm chém đứt một nửa số sợi rễ nhưng một nửa còn lại vẫn không ngừng nhào về phía nàng. Mà Diệp Tố Tố đang đứng trên bờ lúc này lại không có bất luận dao động nào, nàng không nhanh không chậm lấy từ trong túi càn khôn ra một thanh súng bán phủ mới cóng nàng mới vừa làm xong trước khi tiến vào bí cảnh nàng nhẹ nhàng nâng súng nhẹ nhàng bóp cỏ ngay sau đó họng súng hình chữ nhật giống như súng bắn bài ở thế giới trước đó của nàng phun ra một loạt viên ngục phù súng bắn phù hạ từng sợi từng sợi dễ lọt lưới không trở phát nào mặt của ba người từ trình ngọc đứng sau đây là cái gì du phục thời đứng bên cạnh hỏi lên câu hỏi của tất cả mọi người ở đây diệp tố tố đây là cái gì Súng bắn phù, Diệp Tố Tố nói ngắn gọn, nói đoạn nàng lại lấy ra một súng bắn phù nữa từ túi càn khôn, hai tay hai súng, giống như phù là của nhà nàng trồng được mà liên tục bắn về phía mấy sợi dễ lại đang lục tục trồi lên sau đó. Du phục thầy nhìn túi càn khôn bên hông nàng không chớp mắt, vì sao trong túi của phàm nhân này luôn có đồ hắn thích vậy? Phù vẫn là mê ngủ phù, chỉ cần sợi dễ nào của tam sắc liên đụng phải thì liền sủi xuống trong nháy mắt. Điểm phiền phức nhất của Tam Sắc Liên đối với một kiếm tu như Lữ Cửu chính là không thể chém hết được tất cả sợi rễ chỉ với một kiếm, chỉ cần bị một sợi rễ của chúng thì chắc chắn tốc độ sẽ chậm lại, từ đó sẽ chịu thế tấn công che trời lấp đất của mấy sợi rễ khác, kết cục duy nhất sẽ chính là bỏ mệnh lại trong hồ nước, giống như thi thể dưới lá dài lúc nãy. Thế nhưng đến Diệp tố tố nàng thì lại móc ra hai thanh súng bán phủ, đứng bên bờ hồ nhẹ nhàng bắn hạ những sợi rễ đó. Ai nhìn thấy cũng đều hâm mộ CH ảnh nước miếng. Súng bán phủ cái tên tuy rằng quái dị nhưng hai từ bán phủ phía sau đã đủ mô tả sinh động pháp khí này. Mã Tổng Thu không tự chủ được mà duỗi dài cổ tới nhìn, hắn đã gặp qua không ít phủ tu. Những phủ tu đó đúng là cũng thích ném phủ khắp nơi nhưng tuyệt đối không có giống diệp tố tố. Có pháp khí quái lạ nhưng bá đạo thế này. Hai thanh súng bán phủ có kết cấu không giống nhau, thanh lấy ra đầu tiên chỉ có một nòng phun phủ, mỗi lần chỉ đi án ra một lá. Loại này nhìn có vẻ sẽ phù hợp với người có ít phủ, cần độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu thanh dung lấy ra sau thì có nhiều nòng hơn với tạo hình tròn, chỉ cần ấn cò thì trong nháy mắt tổ hợp nòng sẽ quay tít, bị án ra một bầu trời phủ đập vào mặt đối phương, từ đó có thêm để danh dung quá trời phù. Diệp đạo hữu thật là tiêu sái, mã tòng thu đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt đầy hâm mộ, trước đó hắn còn luôn nghĩ rằng kiếm tu mới là tu sĩ tiêu sái nhất, lúc nào cũng chỉ cần nhất nhẹ vạt áo, một kiếm tất thắng. Kết quả hiện giờ tận mắt chứng kiến mới hiểu được chỉ cần có pháp khí thích hợp là đã có thể tiêu sái tung hoành ấn ngón tay một cái là có thể phun phù ra, không cần tốn nhiều công sức. Nếu thật sự dùng đến trong giao tranh thì sẽ tiêu hao rất nhiều phù, từ trình ngọc lý trí nói. Pháp khí này chỉ thích hợp phù sư mà thôi. Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt mọi người ở đây nhìn hai thanh súng bắn phù trong tay Diệp Tố Tố đều sáng rực như đèn pha, trong lòng ai cũng ngo ngoe rục dịch. Muốn được cầm thử chơi một chút, Diệp Tố Tố thu hồi hai thanh súng bắn phù bỏ vào túi càn khôn, để tên Ngọc Thu thập chất lòng ở cuốn lá xong, chuẩn bị rời đi thì một bóng người khô gầy mặc hoàng bào không biết từ chỗ nào xông ra tới. Đạo hữu, lại gặp nhau rồi, nhất định là do chúng ta có duyên đấy. Diệp tố tố nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là lá buôn mua sỉ bán lẻ phù của nàng của định Hải Thành lúc trước. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nhiệt tình hỏi. Đạo hữu, hai kiện pháp khí này của cô thật là thú vị, có thể cho ta biết là do vị luyện khí sư nào luyện ra không? Diệp tố tố làm sao còn không rõ ý đồ của đối phương, hẳn là lại giống lần trước, muốn mua súng bắn phủ, sau đó lại bán lại với giá cao, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Là do ta luyện, khô gầy hoàng bào tu sĩ sửng sốt, tầm mắt lúc này mới nhìn xuống mấy chữ trên đạo bào của Diệp Tố Tố, đôi mắt xoay tròn vài vòng, sau đó trả sát hai tay. Đạo hữu, thật không dám giấu giếm gì, nếu tiểu pháp khí này của cô đem qua bên ngũ hành tông bán, tuyệt đối sẽ có vô số phủ tu tranh nhau mua, bất quá. Pháp khí này cũng không khó luyện chế đúng không? Diệp Tố Tố nhìn chằm chằm đối phương không lên tiếng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, kết cấu của súng bắn phủ rác thật không khó, chỉ cần một luyện khí sư nào đó mua về mở ra xem một lần thì cơ bản đã có thể làm ra được, không có hàm lượng kỹ thuật cao siêu nào, bên trong chỉ là một cơ quan đơn giản mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Nhĩ đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, hắn không thích ngược khí nói chuyện của Hoàng Bảo Tu sĩ này, đồ về ở tê mà đại sư tỷ làm ra nhất định không đơn giản. Khô gầy Hoàng Bảo Tu sĩ cười hắc hắc, nếu là luyện khí sư thiên cơ môn bán pháp khí thì hẳn sẽ không có ai mua. chúng ta hợp tác thế nào? cô luyện chế, ta bán. cô sáu, ta bốn. pháp khí này bất kỳ một luyện khí sư nào chỉ cần hủy ra một lần là có thể làm ra tới giống như vậy. diệp tố tố hỏi. người định bán như thế nào? chuyện này thì đạo hữu cứ yên tâm, ta tất nhiên có bản lĩnh làm phần lớn các phủ tu sẽ chỉ biết tìm mua pháp khí do cô luyện chế mà thôi. hô gầy hoàng bảo tu sĩ nhìn mấy chữ trên đạo bảo diệp tố tố. Chẳng qua không thể nhắc đến thiên cơ môn khi bán pháp khí. 8. Hai, diệp tố tố vươn hai ngón tay. Người hai, nào muốn thiên cơ môn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng không đại biểu không thể tạm thời giấu đi tên tuổi bán pháp khí, cảnh giới thực lực phải không ngừng tăng lên, đồng thời cũng không thể từ bỏ bất luận cơ hội kiếm linh thạch nào. 8. Hai thì quá thấp rồi, hoàng bảo tu sĩ là một vẻ mặt khó xử. Tiểu đạo hữu, bán pháp khí rất khó luyện khí sư giống ta không có nhiều lắm, Diệp Tố Tố nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng lái buôn chuyên mua gì bán lẻ như ông chắc chắn có không ít, khô gầy hoàng vào tu sĩ. Từ Trình Ngọc đứng bên cạnh, còn chưa khôi phục lại từ cố sốc hai thanh súng bắn phù thì lại nhìn thấy Diệp Tố Tố cùng vị tu sĩ không biết từ đâu xông tới kia người tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, cuối cùng mối làm ăn này vậy mà lại nói thành. Đạo hữu, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể cung ứng đủ hai loại pháp khí này cho ta, Hô gầy hoàng bào tu sĩ vỗ ngực nói. Ta nhất định sẽ khiến chúng nó bán khắp tu chân giới không địch thủ. Hai người sau đó lại ước định sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ gặp nhau ở đâu, giao bao nhiêu kiện súng bắn phủ. Đạo hữu, tuy rằng không nên lấy tên tuổi của thiên cơ môn nhưng cô có thể dùng một cái tên giả. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nói tiếp. Với là về sau có thứ gì tốt cứ tìm ta nhé, hoàng nhị tìm ta cái gì cũng bán. Lấy tên Mục Kỷ, Diệp Tố Tố thuận miệng nói được hoàng nhị tiền lên tiếng tỏ ý đã biết sau đó lại nhanh chóng chạy đi chắc là lại đi đâu đó tìm cơ hội đầu cơ trục lợi từ trình ngọc tiến lên một bước đứng ngang hàng với diệp tố tố rất cảm khái mà lên tiếng các ngươi vào bí cảnh đều như thế này sao ngô kiếm phái bọn họ mỗi lần đi bí cảnh đều chỉ biết sông thẳng đến chỗ yêu thú hoặc nơi có dị bảo một thanh kiếm từ đầu đến cuối đều không ngơi nghỉ cơ hội kiếm tiền không thể vụt mất diệp tố tố nghiêm mặt nói đại sư tỷ cho ta xem thử đi. Minh Lưu Sa bước tới, muốn xem súng bắn phủ. Còn chưa tới được gần thì đã bị tiểu sư đệ xông tới, tông hắn sang một bên. Du phục thời dành trước một bước, hợp tình hợp lý vươn tay ra trước mặt Diệp Tố Tố muốn lấy súng bắn phủ. Thêm 50 chữ nữa. Minh Lưu Sa. Người không biết còn tưởng tiểu sư đệ lấy ra 50 linh thạch để mua đó. Diệp Tố Tố bật cười, đưa súng bắn phủ đơn nòng cho tiểu sư đệ, lại đưa súng bắn phủ đa nòng cho nhị sư đệ. Minh Lưu Sa cầm trong tay nhìn một hồi, lại hỏi Diệp Tố Tố vài câu về cấu trúc bên trong sau đó mới trả lại cho nàng. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Du Phục thời chậm rãi đi theo sau Diệp Tố Tố, tay cầm súng bắn phủ, hắn không có hứng thú tìm hiểu cấu trúc bên trong như thế nào, hắn chỉ muốn bắn phủ. Hắn ấn xuống cò súng nhưng không có cái gì được y án ra. Diệp Tố Tố, nó hỏng rồi, Du Phục thời ở phía sau lôi kéo quần áo của nàng. Bên trong không có phủ, Diệp Tố Tố có trang bị thêm bên trong súng bán phủ một không gian khuếch đại, tương tự như một túi càn khôn, có thể bảo đảm được được nhiều phù, để đến lúc dùng không lo bị hết phù giữa chừng. Nàng lấy ra một sấp ha ha phù từ túi càn khôn. Chơi cái này. Dù phục thời sau khi nạp đầy phù thì một lần nữa giơ lên súng bán phù, bóp cò, bắn đầy một thân Minh Lưu Sa đi đằng trước. Minh Lưu Sa bị nhiều ha ha phù dán lên như vậy trong nháy mắt không thể tự khống chế mà bắt đầu bật cười khanh khách vừa cười rũ rượi vừa xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn du phục thời tiểu sư đệ ha ha đệ du phục thời trầm mà không lên tiếng nhưng chân thì nhanh chóng xê dịch ra sau lưng diệp tố tố làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra binh lưu xa cười nửa ngày sắp tắt thở đến nơi cũng may còn có hạ nhĩ hảo tâm gỡ phù xuống cho hắn ba vị kiếm thu kim đan kỳ đứng phía sau dựng hết tóc gáy còn có loại phù biến thái này mã tòng thu lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán trong lòng yên lặng rất diệp tố tố vào hàng ngũ những người không thể đắc tội sao đồ vật kỳ quái nào nàng ta cũng có vậy đại sư huynh bọn họ thật sự cần chúng ta bảo vệ sao chu vân nhỏ giọng hỏi từ trình ngọc từ trình ngọc chắc là có lần này vào tiểu bí cảnh nhắm diệp tố tố mất hai ngày liền tìm được nơi có linh khí nồng đậm nhất nhưng mà sau khi đến nơi mới phát hiện đây không phải là mất cảnh mà là một ổ yêu thú hay là chúng ta trốn trước đi lữ cửu đi đầu nhìn thấy đám sói đốm xám đáng không ngừng vây xung quanh bọn họ loại yêu thú này cấp độ thấp nhất cũng ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không phải mọi người đều nói kiếm tu chọc trời quét đất sao tây ngọc khẩn trương lắc lắc thanh đao nhỏ trên đầu hỏi sao có thể lùi bước muốn chọc trời quái đất cũng phải có mạng mới làm được lữ cửu là một tán tu lưu lạc khắp nơi trong tu chân giới này nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc co được giãn được vậy chạy thôi Tây Ngọc cùng Lữ Cửu liếc nhau, chuẩn bị chạy trốn, kết quả vừa quay đầu lại phía sau sớm đã không còn một bóng người, toàn bộ đã chạy mất từ đời nào, chỉ còn lại ba kiếm tu vẫn đứng đó. Hai người choáng váng, tức khắc nhanh chóng xoay người đào tàu. Đám sói đống xám điên cuồng đuổi theo sau lưng, nhưng khi Tây Ngọc và Lữ Cửu chạy ra khỏi một khu vực nào đó thì bọn chúng lại dừng lại, hung ác cầm gừ, sau một hồi thì dần dần tàn ra. Tây Ngọc quay đầu Diệp Tố Tố đang đi ra phía sau mình, u oán nói. Đại sư tỷ, mọi người đào tàu vậy mà lại không cương muội. Đại sư tỷ là đang rèn luyện tỷ, muốn tỷ phải thời thời khắc khắc mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, cảnh giác cao độ xung quanh, hạ nhĩ ở bên cạnh Lý Lẽ Hảo Hùng nói. Tây Ngọc Lần sau đệ đi đằng trước, Diệp Tố Tố nhíu mày nhìn phía sau. Các đệ vẫn nên lo lắng có thể ra ngoài hay không đi. Vừa rồi nàng chỉ là cảm nhận phía sau có khác thường nên mới xoay người rời đi, không ngờ du phục thời, Minh lưu xa cùng hạ nhĩ cũng đều chạy theo, Diệp đạo hữu nói vậy có ý gì? Lữ cửu nắm chặt kiếm, sau khi nghe Diệp Tố Tố nói lời này nàng liền cảm thấy có một dự cảm bất thường không ngừng dâng lên. Diệp Tố Tố chỉ chỉ ra phía sau. Có một lượng lớn yêu thú đang chạy về hướng này, rất gần. Trước có sói đốm xám, sau có những yêu thú khác, nhìn thế nào cũng thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Diệp Tố Tố, cô qua đây xem này, vốn dĩ thì Trình Ngọc vẫn luôn giữ biểu tình bình tĩnh nhẹ nhàng. Giờ phút này chỉ còn lại có nghiêm mặt cùng một chút kinh hỉ ngoài ý muốn diệp tố tố bước nhanh qua chỗ từ trình ngọc nhìn theo ngón tay của hắn đang chỉ vào một vết nứt trên mặt đất có người thấy gì không từ trình ngọc hỏi nàng diệp tố tố cúi người nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đất mùi thơm còn có mùi tanh chính xác hơn mà nói là một mùi thơm thanh mát của lá sen cùng mùi hôi tanh của bùn mùi thơm mà ngay cả mùi hôi tanh nặng như vậy cũng không che giấu được từ trình ngọc nói đến một nửa nhớ tới cái gì liên tục lui về phía sau chúng ta đi mau đây là địa huyễn liên chu vân tòng thu dẫn bọn họ rời đi ngay từ trình ngọc xoay người bắt lấy minh lưu xa chu vân mang theo tây ngọc mã tòng thu thì sách hạ nhĩ ba người trực tiếp ngự kiếm chạy về phương hướng có sói đốm xám ban nãy lữ cửu thấy thế lập tức cũng ngự kiếm đuổi theo lúc này mặt đất đột nhiên đất ra ầm ầm từ giữa khoảng không trồi lên hai đầu run cực lớn toàn bộ hai đầu đều là răng nhọn hoác trông rất dữ tợn diệp tố tố trong nháy mắt liền lui về phía sau lấy ra kiếm chuẩn bị túm lấy tiểu sư để cùng nhau đào tàu thế nhưng nàng lại thấy du phục thời đã đến gần con run khổng lồ đó trong lòng nàng nhảy dựng ngư kiếm lao xuống theo một góc độ cực kỳ lát léo bắt lấy du phục thời trên mặt đấy mang theo hắn chạy đi con run khổng lồ mở miệng hung hăng tác về phía hai người diệp tố tố lập tức căng ra phi kính giáp đầu con run đập mạnh vào trên vòng bảo hộ diệp tố tố mặt không biểu tình tìm được cơ hội chui ra khỏi khu vực mà cơ thể to lớn của nó đang quay cuồng vặn vẹo chạy về phía địa trình ngọc bên kia Diệp Tố Tố, ở đây, từ Trình Ngọc lo lắng bọn họ xảy ra chuyện nên giao Minh Lưu xa cho Mã Tổng Thu, quay đầu trở lại đây tìm hai người. Du Phục Thời vươn một ngón tay chọc chọc sau lưng Diệp Tố Tố, mở ra bàn tay còn lại, để lộ ra đồ vật bên trong. Đổi súng bắn phù Từ Trình Ngọc từ giữa không trung bay tới gần hai người bọn họ, vừa thấy đồ vật trong tay Du Phục Thời thì trước mắt liền tối sầm. Đây là địa huyễn liên. Những nơi được lưu lại sau khi một tiền nhân tu sĩ ngã xuống hoặc phi thăng thường chia làm ba loại, bí cảnh, động phủ, nơi truyền thừa. Bí cảnh là loại thường gặp nhất, số lượng mở ra cũng nhiều nhất, là nơi các tu sĩ dưới đại thừa kỳ dùng để cư trú hoặc cất dấu địa bảo. Nếu bí cảnh được bảo tồn tốt, không bị hư hao gì nhiều thì chỉ cần bước vào sẽ dễ dàng nhận thấy thiên hướng sở thích của chủ nhân bí cảnh. Chẳng hạn như bí cảnh hiện tại khắp nơi đều có thể dễ dàng bắt gặp được hoa sen, vừa tiến vào đã đụng phải tam sắc liên, sau đó càng đi sâu vào trong thì càng gặp được vô số loại sen với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau, rõ ràng có thể thấy được chủ nhân bí cảnh này có một chấp niệm với sen lớn đến mức nào. Giờ phút này trong tay du phục thời là một mầm cây nho nhỏ dính đầy bùn, hai phiến lá cây cơ hồ bị bùn nhuộm thành màu đen, nhìn bộ dáng người phần mang điểm xấu. Địa huyễn liên là gì? Diệp Tố Tố hỏi. Địa huyễn liên là một loại huyễn liên sinh trưởng dưới lòng đất, cộng sinh với địa long, khi mới nảy mầm chỉ có thể dụ dỗ yêu thú nhưng khi nó trưởng thành thì có thể huyễn hoặc được vạn vật, tương truyền ở thời thượng cổ các đại tông môn sẽ dùng nó để các đệ tử tu luyện đạo tâm giảm bớt tầm ma từ trình ngọc nhìn về phương hướng bọn họ vừa tới nói khi địa nguyễn liên mới nảy mầm nó sẽ dụ hoặc yêu thú quanh trăm dặm tụ tập lại chém giết lẫn nhau cuối cùng để địa long cắn nuốt hết tất cả càng nhiều yêu thú cắn giết lẫn nhau thì cảnh giới của địa long sẽ tăng lên càng nhanh chờ khi chỉ còn lại một đầu yêu thú mạnh nhất trụ lại cuối cùng lúc này nó mới động thủ sau khi cắn nuốt đầu yêu thú cuối cùng đó cảnh giới sẽ ai thành lúc này ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng không có cách nào làm gì được nó. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của địa huyễn liên thì quá trình này sẽ xảy ra một lần, địa long cũng theo đó mà trở nên ngày càng cường đại hơn. Từ trình ngọc cũng chỉ là từng nghe một vị trưởng lão ngô kiếm phái nói qua, địa huyễn liên từ đất tự sinh, lúc mới ra đời sẽ có mùi hương hoa sen nhạt, đồng thời quyện cùng mùi buồn tanh gai mũi do địa long quậy lên, tạo ra một hỗn hợp mùi thật lâu về sau cũng không quên được không ngờ tới trong bí cảnh nhỏ này lại gặp phải địa huyễn liên. trước đó lúc chạy đi hắn còn có chút hoài nghi có khi nào mình đã nghĩ sai rồi không. kết quả là du phục thời lại trực tiếp đào địa huyễn liên lên. từ sau thần vẫn kỳ đến nay địa huyễn liên chưa từng xuất hiện. từ trình ngọc nhìn về phía du phục thời với vẻ mặt phức tạp. hương thơm của địa huyễn liên rất lâu mới tan, phải đến mười mấy ngày. trong thời gian đó địa long sẽ giết sạch những yêu thú, tu sĩ nào có dính hương vị này. diệp tố tố hỏi. Vậy là sau khi đào địa huyễn liên lên rồi, cho dù có trả lại cho địa long thì cũng sẽ bị nó đổi giết đúng không? Từ trình ngọc cật đầu. Tương truyền là như vậy, vì vậy nên các đại tông môn ở thượng cổ kỳ sẽ ghi chết địa long trước rồi mới đào địa huyễn liên mang đi. Diệp tố tố gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ còn một đường chạy mà thôi. Vừa dứt lời nàng liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay du phục thời ngự kiếm bay nhanh theo một phương hướng khác. Tư trình ngọc sửng sốt nhưng cũng ngay sau đó quay đầu ngự kiếm đi theo. Diệp Tố Tố, Du Phục Thời ở phía sau vẫn không buông tha gặng hỏi. Có đổi không? Đại sư tỷ nghe mà đau cả đầu lâu, hít một hơi thật sâu nhịn không đánh hắn. Tự mình tìm trong túi càn khôn đi. Một tay của nàng phải thao tác kiếm còn tay còn lại phải túm lấy tiểu sư đệ ở phía sau, phòng ngừa hắn ngã xuống, căn bản không dành lo những chuyện khác. Du Phục Thời nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó lấy địa huyễn liên bỏ vào trong túi càn khôn của Diệp Tố Tố rồi từ trong túi lấy ra súng bắn phủ đã bị nàng tịch thu trước đó. Hắn còn chưa kịp chơi thì Phạm nhân đứng đằng trước đã bắt đầu phân phó hắn làm việc. Giúp ta đưa tin cho Lưu Sa. Du phục thời không thích bị người khác sai bảo nhưng bất quá Phạm nhân này biết chế tạo nhiều món thú vị nên hắn cũng dáng lấy ra truyền tin Ngọc Điệp, liên hệ Minh Lưu Sa. Tiểu sư đệ, Minh Lưu Sa nhìn thấy Du phục thời thì ngẩn ra, sau đó liền hỏi. Đại sư tỷ đâu? Du phục thời không để ý tới hắn, chỉ xoay truyền tin Ngọc Điệp qua hướng diệp tố tố. Diệp Tố Tố liếc mắt nhìn truyền tin Ngọc Điệp và cái sau đó vừa tập trung ngựa kiếm vừa nói với Minh Lưu Sa. Toàn bộ yêu thú trong bí cảnh đang hướng về bên này, các đệ tìm cơ hội đi mắt cảnh hấp thu linh khí đi. Đại sư Tỷ, còn nhóm của Tỷ thế sao? Minh Lưu Sa nhớ bài hỏi. Trên người chúng ta có dính hương vị của địa huyễn liên, Diệp Tố Tố giải thích. Có một con địa long đang đuổi theo chúng ta, các đệ cứ đi trước, Minh Lưu Sa còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến tình hình bên Diệp Tố Tố hiện tại đang nguy hiểm nên đành chủ động ngắt truyền tin Ngọc Điệp trước. Chờ đến khi từ trình Ngọc đổi tới, Diệp Tố Tố quay đầu hỏi. Từ huynh, trước khi địa long cắn nuốt yêu thú thì cảnh giới của nó ở khoảng nào? Ít nhất nguyên anh kỳ. Ngay sau đó từ trình Ngọc phát hiện ra cái gì đó, trong mắt trợn to, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì liền thấy mặt đất phía trước Diệp Tố Tố đột nhiên nổ tung, một đầu địa long lấy tốc độ cực nhanh trồi lên hắn to cái miệng đầy răng nhọn gớm liếc táp về phía diệp tố tố ôm chắc diệp tố tố đặt tay của du phục thời lên hông mình rồi tiếp theo hai tay thao tác kiếm hướng kiếm cắm đầu lao xuống dưới men theo thân thể của địa long trốn đi một cổ mùi bùn tanh ngòm ập thẳng vào mặt diệp tố tố thậm chí cũng không ngừng thở tùy ý để mùi tanh tràn ngập chốc mũi tinh thần ngược lại vì thế càng thêm thanh tình nhưng mà khi nào men theo thân thể địa long sắp chạy thoát khỏi tầm công kích của nó thì lại có một cái đầu khác chui ra khỏi mặt đất mang theo hỗn hợp mùi tanh của bồn và máu, trồm tới Diệp Tố Tố cùng du phục thời, cái đầu còn lại cũng đổi theo đến. Trên dưới giáp công, đường phía trước thì bị thân thể to lớn của nó ngăn chặn. Diệp Tố Tố không phải kiếm tu, chưa từng chân chính học qua ngự kiếm, chỉ có thể tính là trông mèo vẽ hổ, biết điều khiển kiếm đi tới nhưng lại không biết chưa lùi về phía sau. Kiếm khí lưu chuyển, nghịch, từ trình ngọc đột nhiên hô to với Diệp Tố Tố, đồng thời ngự kiếm lui về phía sau làm mẫu. Diệp Tố Tố lập tức thao tác linh lực nghịch chuyển, kiếm dưới chân ngay sau đó liền lui về phía sau, nàng mặt không cảm xúc nhìn hai đầu của địa long đụng vào nhau tạo một tiếng ầm lớn. Không thể quay lại chỗ vừa nãy, từ trình ngọc bay tới nhanh chóng nói. Một khi để địa long cắn nuốt yêu thú thì thực lực của nó sẽ tăng lên, không thể tiến lên, cũng không thể quay lại. Từ huynh, huynh có mấy phần nắm chắc có thể đả thương địa long. Từ trình ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt diệp tố tố, trong lòng chấn động, nàng chỉ là một chút cơ kỳ, vậy mà lại có ý định đối kháng với địa long tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ. Địa long này còn chưa kịp cắn nuốt yêu thú, cảnh giới cao nhất là nguyên anh sơ kỳ, từ trình ngọc nói. Ta có thể thử xem, hai người ngừng kiếm ở giữa không trung, trầm mặc nhìn địa long đang ầm ầm đuổi đến, chờ đợi cơ hội. Du phục thời cúi đầu nhìn thoáng qua địa long, bỗng nhiên lên tiếng. Thứ xấu xí, gân xanh trên trán đại sư tỷ nhảy nhảy, nàng cố gắng nhịn xuống suy nghĩ ném tên ngốc này xuống dưới. Diệp tố tố, lát nữa cô hấp dẫn sự chú ý của nó, từ trình ngọc nói. Ta phòng qua từ phía sau công kích. Được, Diệp tố tố lấy địa huyễn liên ra khỏi túi càn khôn, thân hình của địa long ngừng lại trong giây lát rồi lại riêng cuồng đuổi theo nàng, cơ thể khổng lồ của nó duỗi thẳng gồng cứng mà táp tới, ý đồ như muốn cắn nghiến nàng thành cho bụi. Nàng vẫn dừng kiếm sữa không chung, không chớp mắt nhìn địa long mỗi lúc một tiến lại gần. Chính là lúc này, từ trình ngọc hạ kiếm xuống đất nắm lấy kiếm, điểm mũi chân vọt lên cao tức cận cơ thể của địa long, cổ tay vừa xoay linh lực cũng được truyền từ chuôi kiếm vào thân kiếm, hắn dùng toàn lực chém xuống một kiếm. Một kiếm mang theo toàn lực của một kiếm tu kim đan trung kỳ chém vào trên người địa long. Chém chúng. Ý cười trong mắt từ trình ngọc còn chưa kịp nổi lên thì đã thấy phần cơ thể bị chém chúng của địa long chỉ chảy ra một đống nước bùn rồi sau đó liền khép lại. Địa long bị chọc giận, hai cái đầu vùng vẫy gào gú rồi phóng về phía hắn tấn công. Còn Diệp Tố Tố vừa rồi khi sắp bị cắn chúng nàng điều khiển kiếm lách qua một bên, lúc ấy nàng chỉ còn cách hàm răng sắc nhọn của địa long chưa đầy một gang tay, đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Nàng hạ kiếm xuống đất, bảo Du Phục Thời đi xuống. Đệ ở đây chờ đi. Du Phục Thời nghe lời đi xuống, lại bị Diệp Tố Tố kéo lại. Đợi đã. Nàng giữ tay gỡ xuống vụ sát hoa đang đeo trên tay hắn, sau đó lại đưa cho hắn phi kính giáp. Nếu có yêu thú tập kích thì căng nó ra, Bên kia từ Trình Ngọc đã cùng Địa Long đánh lên, tuy nhiên hắn kém Địa Long đến hai cảnh giới nên rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Địa Long tuy rằng có cơ thể khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh hoạt, Từ Trình Ngọc không ngờ được nó thể chuyển động nhanh đến như vậy, thiếu chút nữa đã thành mồi ngon trong miệng nó. Cũng may hắn vung kiếm kịp thời chém rách miệng của nó nhân cơ hội nhảy ra nhưng sau lưng vẫn bị nó cắn bị thương. Diệp Tố Tố lấy ra vụ sát hòa công kích Địa Long, nhưng cũng chỉ có thể đánh ra một mảnh nước bùn. Chẳng qua trên người nàng mang theo địa huyễn liên, đó là mồi nhừ tốt nhất diệp tố tố phụ trách dụ địa long truy đuổi qua lại từ trình ngọc theo sát ở phía sau không ngừng tìm cơ hội công kích chỉ cần kiếm tu trong tay có kiếm thì có thể đối chiến cả thiên địa từ trình ngọc nắm kiếm trong tay trong lòng quay cuồng một câu tâm niệm hắn là kiếm tu ngô kiếm phái không nên và cũng không thể sợ hãi yêu thú cảnh giới nguyên anh thì sao chứ hắn giết hết từ trình ngọc nhảy lên đôi tay nắm chặt chuôi kiếm một đạo kiếm ý màu lam nhạt ông lên chưa đựng sát khí trước này chưa từng có ngay sau đó hắn nghiến sang chém xuống một đầu của địa long, kim đan ngộ kiếm ý một chiêu chặt đứt một đầu của địa long, nó ầm ầm ngã xuống đất, nước bùn trong nháy mắt ảo ảo chảy ra. lần này nó không có bất luận cơ hội nào để chữa trị miệng vết thương. địa long tuy rằng bị chém một đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đầu đang đuổi theo diệp tố tố bỗng nhiên càng chuyển động nhanh hơn nữa, nó há miệng đến cực đại, muốn đoạt lại địa nguyễn liên trong tay nàng. diệp tố tố không đoán trước được tốc độ của nó lại biến nhanh như thế này, đã quá gần. Diệp Tố Tố không kịp di chuyển, giơ tay nhắm vụ sát hoa vào địa long đang xông tới. Mặc dù nàng biết không thể hoàn toàn ảnh hưởng được hành động của nó, nhưng chỉ cần làm nó chậm được một giây, một giây thôi cũng đủ để nàng tránh thoát. Có lẽ sẽ bị thương, nhưng ít nhất có thể sống sót. Từ Trình Ngọc mới vừa ngộ đạo kiếm ý nhìn sang cái đầu còn lại của địa long đang dùng tốc độ xét đánh táp tới Diệp Tố Tố mà cầm banh đến cực khẩn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, nhưng vẫn yêu cầu thời gian. Nhanh hơn một chút, chỉ cần nhanh hơn một chút là được. Dù phục thời đứng ở phía sau cách Diệp Tố Tố không xa, trong mắt vốn màu đen của hắn đột nhiên ẩn ẩn biến tím, hắn dương mắt nhìn địa long, con run khổng lồ vốn đang đến gần Diệp Tố bỗng nhiên không hiểu vì sao cứng cỏng cả cơ thể trong nháy mắt. Thời gian không dài nhưng cũng đủ Diệp Tố Tố né tránh, mà từ Trình Ngọc cũng được kịp tới, cách không chém ra một đạo kiếm ý, lại một lần nữa chặt đứt đầu của địa long. Địa Long không đầu nằm trên mặt đất vặn vẹo vài lần rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa, chỉ có nước bùn trong cơ thể nó không ngừng chảy ra. Diệp Tố Tố né tránh công kích, nàng phát hiện Từ Trình Ngọc lại phát ra kiếm ý, nàng nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cái đầu bị chém rớt của Địa Long Lan đến gần dư phục thời. Bởi vì đạo kiếm ý kia của Từ Trình Ngọc quá nhanh nên đầu bị chém đứt của Địa Long thậm chí còn sót lại ý thức, nhìn thấy trước mắt có người liền xông lên muốn cắn. Diệp Tố Tố trong lòng nhảy rừng. Căng ra phi kính giáp, dư phục thời nghe thấy thanh âm của nàng, không chỉ không nhúc nhích mà còn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố Tố trong khoảnh khắc đầu địa long sắp cắn chúng du phục thời thì thấy hắn giơ lên súng bắn phủ ấn cò súng một lá phủ dán một cái bộp lên đầu địa long trên mặt đất đó là phủ chú gì từ trình ngọc đứng ở bên cạnh diệp tố tố nhìn đầu địa long bất động thì nhịn không được hỏi diệp tố tố đứng dậy giữa tay vào túi càn côn lật lật lần thứ hai rơi vào trầm mặc du phục thời đã lấy định thân phủ nào mua lấp vào súng phủ dùng tốt chứ diệp tố tố đi qua mặt vô biểu tình hỏi du phục thời cúi đầu nghịch súng bắn phủ trong tay giả vờ không nghe thấy, phàm nhân này khẳng định là muốn lên ấp hắn. Vừa rồi nếu lắp sai phù thì đệ chỉ có một đường chết, Diệp Tố Tố thở dài, nhận bệnh nói. Phi kính giáp có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh Kỳ, lần sau phải dùng nó. Du Phục thời ngẩng đầu nói. Không dùng. Đại sư tỷ xoay người, cũng làm bộ không nghe thấy, tưởng có mình đệ biết giả đếch chắc. Chờ ba người rời sang khu vực an toàn một chút thì phát hiện cách đó không xa âm thanh yêu thú gào giống ngày càng nghiêm trọng hơn từ huynh huynh còn có thể xuất kiếm không diệp tố tố nhìn về phía yêu thú đang tập trung tài liệu bày sẵn mà không nhặt thì thật lãng phí